Qua một thời gian tiện thì cũng được có bầu như thế này. Thì có bầu này lại khoảng 4,5. Thì cái này là sau này nó khô mình, sau này một thời gian nữa khô nữa nên là còn được 3 lạng. Thì để lấy được cái âm thanh mà mình đánh vào mặt đàn này nó kêu này. Và đây là lắp được lắp bộ EQ 7545. Đấy thì nó tôn cái âm thanh của cái đàn rất là nhiều. Và cũng rất là phù hợp để tất cả các bạn mà khi lên sân khấu, các bạn không cần phải dùng cái mic ở ngoài để mà đặt vào đây. Ở đây thì ở đây nó đã có sẵn rồi. Cần dùng cái độ giác 6 ly. Hai độ giác 6 ly, một đường cắm vào bàn mixer, một đường cắm vào đàn. Một bên cần một đầu cắm vào đàn thì nó sẽ lấy ra được cái âm thanh rất là hay và đạt hiệu quả khi đánh khấu rất là nhiều. Còn giới thiệu cho cả mọi người, đây là một cái đàn là bằng đầu rồng. Đây, đầu rồng, đã chạm đầu rồng. Thì để chạm được những sản phẩm mà làm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng thì đòi hỏi cũng rất là tìm. Lần sau một thời gian thì cái đàn tính lắp EQ thì cũng đã được hoàn thiện. Thì bây giờ mình sẽ test cho tất cả các bạn cùng nghe xem là cái âm thanh của cây đàn tính làm bằng quả bầu bằng gỗ thì nó sẽ như thế nào nhá. Giới thiệu về một chút nữa là cái đàn tính được làm bằng quả bầu gỗ thì cũng rất là cầu kỳ và cũng rất là khó để đục khoét được tất cả các lỗ như lắp thiết bị đây vào thì cũng tốn khá là nhiều thời gian. Thì đặc biệt cái đặc điểm của cái đàn tính lắp EQ thì nó có nhiều cái chức năng như sau. Các bạn có thể chỉnh âm thanh theo cái ý muốn của mình, jack này, bass này, độ vang này và chỉnh âm thanh to nhỏ ở cùng một hệ thống ngay trước mặt, ngay quả bầu đấy. Thì bây giờ mình sẽ test các bạn xem là cái hiệu quả của nó như thế nào so với cây đàn tính thường nhé. Cái đàn tính này thì mình xin giới thiệu một chút nữa là cái đàn tính này được cắm lắp là 6 ly. Một đầu giác 6 ly vào đàn và một đầu giác 6 ly vào âm ly hoặc là vào bàn mixer. Bây giờ mình sẽ đánh lại cho các bạn nghe xem là âm thanh nó như thế nào. Cái đặc biệt của cái đàn tính lắp EQ, đây là cái đàn tính làm bằng gỗ trên mít thì nó cũng rất là đẹp và bền để làm được những quả bầu bằng gỗ mít mà âm thanh không khác so với quả bầu thường thì đòi hỏi cũng rất là tỉ mỉ và cũng tốn khá là nhiều thời gian để dành tâm huyết vào cái đàn tính. Đây, tính khá là bé nhá. Bây giờ này, cái thứ hai này, check này. Đây, tới đây này, cho bát này. Thank you.
có thể tùy theo mọi người, tùy chỉnh theo cái âm thanh kiểu ý muốn của mình. Có thể chỉnh jack này, bass này, test bass này lên cho nó đúng theo cái một có thể theo cái giọng hát của mình, và hai có thể là mình yêu làm theo như làm được tất cả những gì mà mình mong muốn ở cây đàn lắp hẹp như này. Đấy thì nếu các bạn thấy hay thì các bạn có thể là bình luận ở dưới để có thể mình sẽ có một cái gì đó nó chưa được hoàn thiện chẳng hạn, thì các bạn cũng rất là mong các bạn góp ý. Bởi vì là có một cái lý do cũng rất là đơn giản thôi, để làm ra được một sản phẩm mới thì nó đều có hai mặt, mặt trái và mặt phải. Thì theo mình chỉ làm theo cái khả năng của mình, và mình cảm thấy là âm thanh nó đạt được những cái gì mình mong đợi. Thì mình có thể đánh một đoạn thật nhanh để xem là âm thanh nó có bị lóe không nhá. Đây là mình sẽ đánh chậm trước. Chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.